Xin chào các bạn và mọi người, mình là Khánh Kim Khí đây. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn là cách các chị em phụ nữ làm ra cái kim chống sét để chống sét tiếp âm đây các bạn. Như thế nào các bạn nhé? Đây là trong quá trình đang tiện bỏ đầu để tí nữa vào để gian để xoáy đầu đồng vào các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không? Đây là đang tiện đầu đấy các bạn. Toàn những cô con gái làm luôn thôi các bạn. Đang đứng tiện đầu kim chống sét đây các bạn. Một ngày một người là phụ nữ làm được tầm độ vài trăm chiếc kim chống sét các bạn. Các loại phi to phi nhỏ. Thì nhỏ nhất là phi 10, 12 và 14, 16, 18. Ngắn nhất là 50 phân các bạn ạ. Còn dài là hơn 1 mét. Làm theo khách hàng đặt các bạn. Đang tiện đấy các bạn. Chị em phụ nữ đứng máy tiện luôn các bạn. Đây là phi 14 các bạn. Phi tròn 14 đấy các bạn. Tiện bỏ đầu, tức là tiện bỏ đầu, bóc bỏ đầu lên trong sau mới đưa ra để làm gen để xoáy đầu đồng vào các bạn. Hôm nay trời mưa lắm cho nên là mình quay buồn quá, mình phải cắt bỏ tiếng các bạn thông cảm nhé. Đang tiện đầu các bạn. Phụ nữ quê mình thì làm đứng máy gì cũng được, máy tiện, máy đột dập. Quê mình gọi là máy cóc đấy các bạn, máy đột dập chặt sắt nào thì chặt sắt V vuông, chặt sắt tròn. Nói chung là làm hết các loại máy móc các bạn ạ. Đây là đang đưa sắt vào để tiện đầu các bạn ạ. Vì quê mình là làng nghề mà các bạn, cho nên là các cô con gái, chị em phụ nữ đàn bà là ai cũng có thể là làm máy được, đứng tất cả các loại máy, từ máy thô sơ đến máy hiện đại, máy CNC cũng làm được các bạn ạ. Máy bào, máy phay, máy tiện, máy đột dập, hàn. Mình muốn quay lên để cho các bạn xem là những người phụ nữ quê mình rất là chịu khó các bạn ạ. Ở những nơi khác thì có thể là những công việc này là của cánh đàn ông chúng mình, nhưng mà thực ra ở quê mình thì các chị em đều làm được hết các bạn ạ. Đây các bạn thấy không, đang cô thợ đã đang đứng để tiện đầu kim chống sét đây các bạn. Tiện như thế này là mình chỉ tiện vào trong vào sâu tầm độ 2 cm thôi các bạn. Đang là phi 14 thì mình tiện xuống là 13 để chạy gen lên
thì bắt đầu đồng các bạn. Ở quê mình thì sản xuất nhiều mặt hàng về cơ kim khí lắm các bạn. Những mặt hàng phục vụ cho ngành nông nghiệp và ngành xây dựng có đủ hết đấy các bạn. Nói về cơ kim khí rằng mình làm nhiều thứ lắm, nhiều mặt hàng lắm, mình sẽ cố gắng chia sẻ lên cho các bạn xem. Hôm nay vì ở quê mình trời mưa to quá nên là mình phải cắt bỏ âm thanh để cho nó đỡ ồn, cho các bạn xem cho đỡ ồn các bạn ạ. Đấy, bây giờ là tiện xoang đầu rồi là mình ra mình tiện gen các bạn ạ. Tiện gen để xoáy đô đồng vào để làm kim chống sét đây các bạn. Tức là những cái kim chống sét này thì nhà nào từ 2 tầng trở lên là phải sử dụng các bạn ạ. Nhà ống, nhà L là biệt thự là đều phải sử dụng hết các bạn. Đang tiền đầu gen đấy các bạn. Tiền đầu gen xoáy trong là da sơn và bó lại 10 cái với một bó là để cho mang đi cho khách hàng các bạn. Đấy, đăng kiện gen đấy các bạn. Các bạn nhìn thấy đăng kiện gen không các bạn? Làm nhanh lắm, còn phụ nữ mà làm rất là nhanh luôn. Ở quê mình thì thực ra mà nói là không phải học hành gì qua lớp mà đào tạo cơ khí đâu, cứ thế là sinh ra và lớn lên là đến tuổi lao động là làm các bạn ạ. Ai cũng biết làm thôi. Tại vì sinh ra ở trên đất sắt thép mà các bạn. Mình sẽ cố gắng chia sẻ nhiều mặt hàng và nhiều cả cái máy sản xuất lên đây để cho các bạn xem, các bạn tham khảo các bạn. Các bạn thấy làm nhanh không? Làm rất nhanh luôn các bạn. Nhanh lắm. Một đống luôn, đống này của nó vài trăm chiếc này. Cái máy gen đây là cầu dao hai chiều là chạy ra và chạy vào các bạn ạ. Khi mình gen là mình đóng chạy vào, xong đến gen được tầm độ 2 cm là mình lại đóng đảo chiều cầu dao là cho nó chạy ra các bạn. Mình cố gắng chia sẻ thực tế nhất là những chi tiết và những cách họ sản xuất như thế nào đến các bạn xem. Nếu các bạn thấy cái cầu dao không, đấy là cô ta, cô thợ là cô đảo chiều đấy các bạn, đảo chiều đóng ra đóng vào đấy. Đấy các bạn, đấy đóng ra đây chảy ra đấy các bạn.
Mình thấy là mỗi video là một cái sản phẩm khác nhau các bạn ạ. Nên các bạn thấy hay thì các bạn sẽ cho mình một like, một đăng ký các bạn nhé, để mình có động lực mình làm video chia sẻ đến cho mọi người xem. Mình chia sẻ thực tế nhất là cách họ làm như thế nào các bạn ạ, cách sản xuất ra những mặt hàng đấy như thế nào, ra làm sao các bạn. Đây là xong rồi các bạn, đây là da vặn để vặn đầu đồng vào mũ, mình gọi là mũ đồng đấy, đầu đồng lên đấy các bạn. Sơn xong là vì hôm nay là không sơn cho nên là mình không quay là sơn xong là như thế nào các bạn. Đây là lắp đầu đồng vào là xong là ra buộc 10 cái 10 thanh này là một bó các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không? Nhiều lắm các bạn. Rất nhiều luôn. Lúc nào trong xưởng lúc nào cũng phải có tầm độ hàng vạn cái các bạn, các loại ngắn dài và to nhỏ các loại luôn. Trong khi đó đấy các bạn thấy đây là xong rồi này các bạn, chỉ có đi giao cho khách hàng thôi các bạn. 10 cái một bó các bạn ạ. Khi làm là mình khi xong là cho ni lông vào đầu để bảo vệ mũ đồng các bạn ạ. Xong khi các bác xây nhà các bác chỉ việc hàn lên trên mái nhà dây chọn dây tiếp âm xuống là xong các bạn ạ. Các loại to nhỏ phụ thuộc theo nhà to thì làm to, nhà nhỏ thì làm kim chúc két nhỏ các bạn ạ. Nhiều lắm các bạn. Các bạn nhìn thấy nhiều không? Rất nhiều luôn các bạn ạ. Đấy các bạn, thấy không? Làm lên sản phẩm sơn lên và lắp đầu đồng mũ đồng vào là rất nhìn rất đẹp các bạn ạ. Nhiều lắm các bạn.